Trước khi vào video thì phần bình chọn mà mình đã đăng trên tab cộng đồng thì level 188 đã toàn thắng với tỷ số 73% người vote, và mình thấy khá là tiếc cho level 66 và những level khác. Mặc dù số người comment cho mình làm về level 66 đã chiếm hơn nửa phần comment của bài viết đấy, nhưng chắc chắn trong tương lai mình sẽ làm về những level đó. Thôi, giờ chúng ta sẽ vào phần chính. Xin chào, đây là The Backroom Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về level 188, The Court Chart of Window. Level 188, Survival Difficulty, Class 5, Unsafe, Unsecure, Entity Infestation. Level 188, The Court Chart of Window, là level thứ 189 của The Backroom, được phát hiện vào ngày 5 tháng 2 năm 2009. Đây được coi là điểm nóng của thực thể số 2, The Window, nhưng chúng có một số khả năng đột biến. Vì vậy, những người sống sót đã gọi đây là The Court Chart of Windows. Level 188 là một tòa nhà lớn với một cái sân hình ngũ giác ở trung tâm. Có khoảng 90 đến 200 chiếc cửa sổ xuất hiện ở trên tường tại bất kỳ thời điểm nào. Mặc dù hầu hết chúng đều ở trạng thái không hoạt động, có những chiếc rèm cửa sổ sẽ che bên trong những chiếc cửa sổ đó. Nhưng khả năng đặc biệt của những chiếc cửa sổ này sẽ được bộc phát khi những chiếc cửa sổ đang ở trạng thái hoạt động. Sẽ có một nguồn sáng kỳ lạ tỏa ra và kèm theo một thực thể bên trong. Đây là điều khiến cho level 188 cực kỳ nguy hiểm, do mật độ các thực thể xuất hiện từ những chiếc cửa sổ là rất lớn. Và vẫn chưa xác định được những chiếc cửa sổ này có giới hạn trong việc làm xuất hiện những thực thể hay không. Các bức tường lớn bao quanh cái sân ở level 188 không có bất kỳ căn phòng nào bên trong. Vì nếu không có cửa sổ thì các bức tường sẽ không có lối vào hoặc lối ra. Không thể xác định được liệu các bức tường có độ dày vô hạn hay là có một khoảng trống nào đó ở phía sau chúng. Bầu trời của level luôn luôn ở trạng thái là buổi tối và gần như là vô hạn. Mặc dù đã có một số người tuyên bố đã nhìn thấy level 24 từ cái sân ở trung tâm của level. Thứ mà nhiều người cho là cỏ trên sàn nhà của level 188 thực chất là một loại rêu mọc xuyên cả sàn bê tông. Ngoài ra còn có một bộ đường ống ở phía bên cạnh của một trong những bức tường. Chất lỏng chảy ra từ các đường ống này không an toàn để uống hoặc tiếp xúc. Có giả thuyết cho rằng vòng tròn bằng gỗ lớn ở trung tâm của level 188 là một cái cửa bẫy dẫn đến một level khác, nhưng điều này vẫn chưa được kiểm chứng. Vì tính chất nguy hiểm và kỳ lạ của level, hoàn toàn không có ai sinh sống ở đây. Và giờ, chúng ta sẽ đến với lối vào và lối thoát của level 188. Cách duy nhất được biết đến để đến được level 188 là vào một chiếc cửa sổ đã xuất hiện trong The Hub. Tuy nhiên, điều này là cực kỳ nguy hiểm vì hầu hết những chiếc cửa sổ đều có khả năng chứa những thực thể có khả năng tấn công bất ngờ. Có một cơ hội nhỏ là vào một chiếc cửa sổ trong The Hub sẽ dẫn thẳng đến một chiếc cửa sổ ở level 188. Rời khỏi level 188 là có thể, nhưng điều này là cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần bạn vào hoặc thoát ra khỏi một chiếc cửa sổ, cơ hội quay trở lại và không bị thương sẽ ít hơn. Cách phù hợp nhất để rời khỏi level 188 là nhảy qua cùng chiếc cửa sổ mà bạn đã dùng để đến được level 188. Nhưng rất có thể là bạn không thể thoát ra. Cơ hội sống sót tốt nhất của các bạn là tránh xa tất cả các cửa sổ. Chúng luôn luôn là một cái bẫy. Hãy nói lời cầu nguyện và chỉ cố gắng đi qua những chiếc cửa sổ mà bạn đã từng dùng để đến được level này. Nếu bạn đã nhìn thấy những cánh hoa giấy bay ra khỏi những chiếc cửa sổ, đừng đến những chiếc cửa sổ đó vì nó sẽ dịch chuyển bạn thẳng đến level fun. Và nói một cách đơn giản ra, thì khi bạn đã đến được level fun rồi thì Chúa cũng chẳng cứu được bạn đâu.